môn thể thao tốc độ cực kỳ nhanh, vô cùng nguy hiểm và đắt đỏ. Hội tụ đủ các công nghệ cao nhất hành tinh, được biết đến với cái tên là đua xe công thức 1. Xe hơi công thức 1 khi đua với vận tốc cao nhất có thể lên tới 360 km/h. Châu Âu chính là cái nôi của công thức 1. Tất cả các đội đấu đều có trụ sở tại đó và khoảng một nửa cuộc đua trên thế giới được tổ chức tại đây. Công thức 1 là một sự kiện truyền hình lớn với hàng triệu người theo dõi mỗi cuộc đua, là môn thể thao đắt đỏ nhất thế giới. Hiệu ứng kinh tế của nó rất rõ ràng và những trận chiến tài chính và chính trị đã xảy ra ở nhiều nơi. Trung bình khoảng 55 triệu người trên thế giới theo dõi cuộc đua trực tiếp công thức một. Vì vậy mà cuộc đua này được quản lý một cách rất chặt chẽ. Và video ngày hôm nay, mọi người hãy cùng mình tìm hiểu những điều mà một tay đua F1 phải làm trước, trong và sau một cuộc đấu nhé. Một điều hiển nhiên, giống hệt như chạy xe ngoài đường, muốn trở thành một trong 20 người tranh tài trên đường đua F1 thì đều phải có bằng lái. Tấm bằng này còn được gọi là Super License do FIA cấp và cũng có hai mục thi lý thuyết và thực hành có điều sẽ khác xa so với việc lái ô tô ngoài đời. Và khi có tấm bằng này, tay đua F1 cũng được lựa chọn luôn màu cờ để thi đấu nếu có đa quốc gia. Ví dụ như tay đua Anh Bon, sinh năm 1996 này, có quốc tịch là Thái Lan, Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland. Tuy nhiên thì anh đã lựa chọn thi đấu cho màu cờ của Thái Lan. Tay đua cũng phải từ 18 tuổi trở lên vào ngày diễn ra sự kiện F1 đầu tiên. Luật này khá mới vì trước đó chưa có. Ví dụ vào năm 2015, một tay đua cũng đã tham gia giải chỉ với 17 tuổi. Thứ ba, trọng lượng ước của xe và tay đua cộng lại phải có trọng lượng ít nhất là 798 kg. Nếu cả xe và người quá nhẹ thì xe sẽ được trang bị thêm tạ để đảm bảo cạnh tranh công bằng. Bạn sẽ không thể nào tin rằng trung bình mỗi cuộc đua, các tay đua sẽ sụt từ 2 đến 4 kg trọng lượng cơ thể. Và sau mỗi cuộc đua, họ phải buộc đứng lên bàn cân. Điều này sẽ giúp nhân viên y tế có những phản ứng kịp thời với tình trạng sức khỏe của họ. Nhưng may mắn là trong xe F1 có một hệ thống bình nước điện giải để tay đua uống ngay trong quá trình đua. Và nếu như bạn đã từng thấy cái mê mê này, việc này bắt nguồn khi hãng Ferrari quên nói ống nước uống từ xe tới mùa bảo hiểm của tay đua Kimi Raikkonen tại cuộc đua ở Hungary vào năm 2018. Vì các giải đua diễn ra liên tục nên tất cả các nhân sự của một đội đua, kể cả tay lái, đều phải tuân thủ một lịch trình dày đặc và khá mệt mỏi. Tuy nhiên thì những thợ máy và đội ngũ logistics sẽ chịu khổ hơn nhiều. Những người này có khi phải xa nhà đến 2 tháng. Còn các tay đua thì có thể xa nhà khoảng 2 tuần mà thôi. Dù vậy, với những người được chi trả hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu dưới đêm mỗi mùa thi đấu, họ hoàn toàn không nhất thiết phải đi những máy bay thương mại mà có thể thuê riêng một chiếc chuyên cơ để có thể di chuyển riêng, không nhất thiết di chuyển cùng đội. Và khi đến quốc gia tổ chức trận đua, chi phí ăn ở sẽ do đội đua bao trọn gói, gồm khách sạn 5 sao hoặc nơi ăn ở riêng. Trước khi bắt đầu sự nghiệp công thức 1, mỗi tay đua sẽ chọn cho mình một con số nhân diện và trang phục, và con số này sẽ gắn liền với sự nghiệp của họ. Chỉ có một cách duy nhất để đổi con số này là giành chức vô địch mùa giải trước đó và tay đua ấy sẽ được quyền đổi số áo của mình sang con số 1, con số dành cho nhà vô địch. Tay đua Mika Hakkinen cũng đã làm điều này vào năm 1999 sau khi đã giành chức vô địch vào năm 1998. Khi giành chiến thắng cuộc đua, chức cấp và những kỷ niệm chương đôi khi hay đúng hơn là thường xuyên sẽ được đưa về nhà truyền thống của đội, chứ rất hiếm khi tay đua được giữ phiên bản thật của nó. Thay vào đó, một bản replica sẽ được đội đua làm và đưa cho tay đua để trưng bày tại nhà. Với những cuộc đua kéo dài 2 tiếng, pit stop sẽ kéo dài chưa đầy 3 giây, thì gần như không có khoảng thời gian nào dành cho tay đua để giải quyết nỗi buồn. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, nhưng vẫn có. Tức là khi tay đua có nỗi buồn và cần trút bầu tâm sự, tay đua sẽ làm chuyện đó ngay tại chỗ. Ngay trong khi chiếc xe đang chạy với tốc độ hơn 300 km h giờ ăn của tay đua cũng được tung thủ nghiêm ngặt. Chính xác là 1 giờ 30 phút trước khi họ ra xe bắt đầu cuộc đua. Và mỗi tay đua đều có chuyên gia dinh dưỡng của mình. Bữa ăn của một tay đua còn quan trọng hơn là bữa ăn của đội đua. Muốn vào xe lái ra đường đua, dù là luyện tập hay là đua chính thức, tay đua cũng phải mặc đủ bộ trang phục, bao gồm một bộ liền thân chống lửa, lát lava, mũ bảo hiểm, miếng carbon tên là Hans để bảo vệ cổ và găng tay. Bên trong găng tay là những cảm biến theo dõi nhịp tim và nồng độ oxy trong máu, cho phép theo dõi trên thời gian thực. Các tay đua buộc phải trả lời phỏng vấn với báo chí với những thời điểm đã được định sẵn và sẽ phải chịu hình phạt về mặt tài chính nếu trốn phỏng vấn và sẽ có một nhân viên truyền thông của đội sẽ ghi âm lại toàn bộ cuộc phỏng vấn. Việc này nhằm đối phó với những dư luận và những tờ báo lá cải đưa sai thông tin về câu trả lời phỏng vấn của tay đua. Mà đến năm 2017 thì các tay đua mới bắt đầu tương tác nhiều trên mạng xã hội. Trước đó, việc này không hề. Đây là một bước đi nhằm mục đích trẻ hóa đối tượng khán giả của bộ môn này. Sau khi giành chiến thắng, tay đua được phép ăn mừng bằng cách khó bánh trước rồi dấn ga để làm cho donut nhưng kiểu ăn mừng này sẽ ảnh hưởng nhiều đến hộp số và hệ thống truyền đọc bánh sau, nên thường các tay đua chỉ làm sau cuộc đua cuối cùng của mùa giải. Và mỗi đội chỉ được thay thế số phụ tùng có giới hạn, vì thay quá số hạng phụ tùng sẽ bị phạt dưới hình thức là hạ vị trí xuất phát so với thành tích phân hạng. Nhưng cũng có những màn ăn mừng bị soi, ví dụ như một pha cố tình dừng xe để đốt lốp của Max Verstappen ở giải đấu GP 2021. Tay đua này sau đó bị cảnh cáo vì vẫn còn nhiều xe phía sau. Hành động này cố tình giảm tốc độ đường đua để gây nguy hiểm cho các tay đua phía sau. Không có điều khoản nào trong luật lệ cấm các tay đua vừa thi đấu vừa nghe nhạc, nhưng chẳng ai làm thế vì rất dễ mất tập trung và sẽ không nghe được những liên lạc quan trọng. Với kỹ sư ở đường pit, nếu hai tay đua cùng một đội sẽ không được phép liên lạc với nhau trong suốt quá trình cuộc đua diễn ra. Nhưng vẫn có một cách để có thể lách luật này là gửi thông tin cho hai kỹ sư phụ trách ở đường pit. Một tay đua F1 sẽ có mức lương cơ bản, tuy nhiên thu nhập của họ còn đến những khoản thưởng riêng. Đấy là lý do hồi năm 2012, Kimi Raikkonen đã suýt nữa làm phá sản đội đua Lotus vì thành tích quá cao, đội không đủ tiền để trả thưởng. Nếu một tay đua có kèo tài trợ cá nhân từ các nhãn hàng, họ sẽ chia sẻ một phần khoản tiền đó với đội đua. Còn chi ra bao nhiêu thì tùy các đội quyết định. Thường một đội đua sẽ là một hãng sản xuất xe như McLaren, Mercedes, Ferrari hoặc sẽ là một trường hợp hợp tác với hãng xe sản xuất động cơ F1, ví dụ như Honda với Red Bull. Và các tay đua sẽ được đều tặng một chiếc xe để chạy hàng ngày, giúp tăng nhận diện thương hiệu cho cả đội cũng như cho hãng xe. Và khi bước vào giải đấu, các tay đua phải tung thủ những lần xét nghiệm ma túy bắt buộc và ngẫu nhiên. Ở vài khúc cua, khi cơ thể bị buộc chặt và buồn lái, thì bộ phận cơ thể chịu tác động nhiều nhất của lực ly tâm chính là cổ, với áp lực đôi khi có thể tương đương 25kg. Đó là lý do mà mọi tay đua đều phải có những bài tập đặc biệt cho vùng cổ, và cũng là lý do mọi tay đua đều có cái cổ trong rất lực điện. Theo các chuyên gia sức khỏe, trước mỗi cuộc đua, tay đua phải ngủ đủ giấc ít nhất 7 giờ đồng hồ. Và trước khi cuộc đua diễn ra 4 tiếng sẽ có một giấc ngủ ngắn để đảm bảo phản xạ của các tay đua ở mức tối đa. Không có một luật nào cấm các tay đua nam và nữ tranh tài với nhau. Tuy nhiên thì cho đến giờ vẫn chưa có cuộc đua nào như thế. Giữa mỗi giải đấu sẽ có một khoảng nghỉ hè, và đó là khoảng thời gian mà các tay đua dù đã ký hợp đồng cho cả mùa giải vẫn hoàn toàn có thể bị sa thải hoặc có thể thay đổi nhân sự vì thành tích trước đó không đúng như kỳ vọng. Giải đấu xe đua công thức 1 được tổ chức với các quy luật khắc khe. Và người ta thường ví rằng đào tạo một tay đua F1 giống như việc đãi cát tiềm vàng. Vì vậy, ngoài tập luyện chăm chỉ thì chỉ có một số rất ít là có năng khiếu mới có thể điều khiển xe chính xác ở tốc độ cao và có thể giữ tập trung trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Thông thường, khoảng cách giữa người đứng một với người đứng thứ 20 đôi khi chỉ là một giây. Nên việc cạnh tranh nhau một phần trăm giây để tạo sự khác biệt là một việc gọi là kỳ tích. Lái xe công thức 1 là một việc vô cùng áp lực, tuy nhiên mức lương và thu nhập sẽ rất cao. Và điều này mình sẽ đề cập ở video tiếp theo còn giờ nếu bạn thích video này thì hãy like và bình luận một điều gì đó ở dưới phần comment nhé xin chào và hẹn gặp lại